Lúc nãy khi mà mình mở cái bình ra mọi người, có nguyên một cái luồng âm khí chạy xuống miếng kiến đó mọi người ạ. À. Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với channel của mình. Và mình là Roma Vlog đây. Nếu như mọi người đã xem qua cái video vừa rồi, thầy Hùng đã cho mình biết được một sự thật mà sau khi nghe xong mình rất là sốc mọi người. Đó là lúc mà cái linh hồn sư thầy và linh hồn sư cô đó còn sống, họ đã có tình cảm với nhau và đã yêu nhau ở bên trong ngôi chùa này mọi người ạ. Cho nên là bà ấy muốn cứu cái linh hồn sư thầy đó đến như vậy mọi người ạ. À. Thậm chí là khi mình đề kế hoạch của thầy Hùng nói với mình á, cho bà ấy nghe, thì bà ấy không ngần ngại mà đã tách hồn ra để nhập vào mình để có thể cứu cái linh hồn sư thầy đó. Và mình cũng đã hỏi thầy Hùng là thầy quyết định cái chuyện này như thế nào. Thầy Hùng đã quyết định là sẽ giúp cái linh hồn sư thầy đó lên khỏi cái ngôi mộ, vì ông ta đang bị mắc kẹt ở cái ngôi mộ phía sau đó mọi người. Và thầy Hùng có dặn dò mình đó là cái nghi thức này rất là nguy hiểm, nhưng mình đã nói rồi là nếu như giúp được thầy chuyện gì thì mình sẵn sàng sẽ giúp mọi người, vì từ trước tới giờ thầy Hùng đã giúp mình rất là nhiều mọi người ạ. Cho nên là thầy Hùng nói nếu như mà mình giúp thầy á thì hãy giúp thầy chuẩn bị một số thứ như thế này. Đó là thầy Hùng đã thông tâm cho mình và đã cho mình biết là chuẩn bị những thứ gì, những thứ gì thì mình đã chuẩn bị đầy đủ rồi mọi người ạ. À. Bây giờ chỉ đợi khuya xuống và bắt đầu mình sẽ gọi thầy Hùng lên. Mình và thầy Hùng sẽ bắt đầu đi ra ngoài sau ngôi mộ đó để có thể gọi cái linh hồn sư thầy đó lên nhé mọi người. Video tối nay như thế nào mời tất cả mọi người cùng đón xem nhé. Trước khi xem video này mọi người hãy nhớ like video, đăng ký kênh cũng như là ấn vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ Roma Vlog nhé. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Còn bây giờ thì mời tất cả mọi người cùng đón xem nhé. Ok mọi người, thì mình cũng đã chuẩn bị được hết tất cả những thứ mà thầy Hùng đã dặn dò mình là hãy chuẩn bị cho thầy Hùng mọi người ạ. Đây, tất cả những thứ mình đã bày ra đây hết mọi người. Nhưng có một sự cố đã xảy ra. Trong lúc mình đem đạo cụ qua đây thì có hai cái ly nến đó mọi người, hai cái nến ly á đã rớt vỡ rồi mọi người ạ. Thì mình có đem ra đây là lại là bốn cái nến trắng. Thầy Hùng có dặn mình á là bốn cái nến ly, nhưng mà mình làm vỡ hết hai cái, mình không biết là có cái chuyện gì không nữa, không biết là có cái điềm gì không nữa mà người tự nhiên làm rơi vỡ hai cái rồi. Thì bây giờ mình sẽ thay thế nó bằng bốn cái nến trắng mọi người, tại giờ này cũng là khá là khuya rồi, còn có 5 phút nữa là 12 giờ rồi mọi người, không biết là không có còn chỗ nào bán nữa cho nên là mình mới thay thế nó bằng bốn cái nến trắng mọi người ạ. Thì hôm nay là mình cũng đã nhận được bốn lá bùa khai môn ma phù mà thầy mình đã gửi xuống cho mình rồi mọi người, mình đã nhận được rồi đó. Coi như là mọi thứ đã chuẩn bị xong, và cái quan trọng nữa đó chính là cái bình hồ lô kim cang lệnh đang chứa yêu khí của sư thầy trong đây mọi người ạ. Bây giờ trước tiên khi mà mình gọi thầy Hùng lên thì mình cần phải kiểm tra lại xem là cái nguồn âm khí đó còn ở trong đây hay không mọi người.
Ok, bây giờ xin phép tất cả mọi người mình được bắt đầu nha. Mình sẽ kiểm tra thử xem là âm khí của sư thầy có còn ở trong bình hồ lô không mọi người. Thầy cũng khá là lâu rồi mình chưa có kiểm tra lại nữa. Sẵn tiện mình sẽ mở con mắt âm dương luôn nha mọi người nha. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ bắt đầu kiểm tra cái âm khí ở bên trong hồ lô nha mọi người nha. Nguồn âm khí vẫn còn y ở đó mọi người ạ. Ok, bây giờ mình sẽ gọi thầy Hùng lên và bắt đầu là hỏi thầy Hùng là nên làm gì trước tiên nha mọi người nha. Mình nghĩ chắc là đem bốn cây nến và bốn lá bùa này đi ra ngoài sau và tạo một cái kết giới ở ngoài mộ. Mình nghĩ là như vậy mọi người. Ok. Và một cái điều khiến cho mình rùng rợn hơn là mình nghĩ là sau khi đặt kết giới ngoài ngôi mộ xong thì mình sẽ là đào cái mộ của sư thầy đó mọi người. Cái điều khiến cho mình đang rất là lo luôn. Bây giờ mình sẽ gọi thầy Hùng lên nha mọi người. Con xin chào thầy ạ. Con cũng đã chuẩn bị hết tất cả những thứ mà thầy đã dặn dò con chuẩn bị ạ. Nhưng có một số trục trặc xảy ra là khi mà di chuyển đi qua đây
Thì con đã làm vỡ hai cái ly đèn cầy ly á. Con đã làm vỡ hai cái đèn cầy ly rồi thầy ạ. Thì con đã thay thế, con đem vào bốn cái nến trắng. Thì như vậy có được không thầy? Dạ, vậy thì tốt quá. Con cứ sợ đâu là không được ạ. Con cũng vừa mới kiểm tra âm khí ở bên trong cái hồ lô thì nguồn âm khí của sư thầy vẫn còn ở bên trong đây thầy ạ. Bây giờ thì con nên làm gì trước tiên? Con xin thầy chỉ bảo ạ. Có nghĩa là bây giờ con sẽ đem cái kính, cái gương nhỏ đó đi ra ngoài sau và chôn ở cái ngôi mộ đó đúng không thầy? Dạ, con sẽ đi ngay ạ. Xin thầy hãy chờ con nhé. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài sau để chôn cái kiến này xuống mọi người ạ. Dạ thưa thầy con đi ạ. Ok mọi người, thì nãy giờ mình cũng đã dọn dẹp xong những cái dây kết giới mà hôm bữa mình đã cắm xuống đây đó mọi người. Mình cũng đã dọn dẹp xong hết rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành đào và chôn cái gương này ở trên mộ của sư thầy như này nghe mọi người nha. Hiện tại bây giờ ông ấy không có còn linh lực nữa để có thể lên tấn công mình cho nên mình cũng yên tâm một phần nào mọi người ạ. Nhưng mà một mình đi ra ngoài đây ớn thiệt mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ chôn cái gương xuống. Ủa? Mà để úp hay là để ngửa ta? À, mà chắc để ngửa mọi người ạ. Ok mọi người, có lẽ bây giờ mình sẽ đi vào bên trong để mình hỏi thầy Hùng xem mà làm cái gì tiếp theo mọi người ạ. Mình không biết sao mà thầy Hùng không ra đây chung với mình luôn. Chắc có lẽ là không làm ngoài đây quá, chỉ là chôn cái gương thôi cho nên thầy Hùng không có đi theo mình mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào bên trong nha mọi người nhé. Tự nhiên thầy Hùng nó mất tiêu rồi mọi người. Mình vừa mới ra ngoài mình đào mình chôn cái gương xong mình đi vô đây thì mình không thấy thầy Hùng nữa mọi người ạ. Đèn lu li cũng không còn màu nữa nha mọi người nha. Thầy ơi. Thầy ơi. Thầy ơi. Dạ, con chào thầy. Con ra ngoài con đào con chôn xong cái gương rồi thầy ạ. Bây giờ mình làm gì tiếp theo bây giờ thầy? Dạ, để con làm liền.
Lấy cái gương. Đặt ở đây. Sau đó lấy bốn lá bùa. Để ở bốn góc. Bốn góc. Sau đó dùng nến cắm ở bốn góc và đốt lên, đúng không thầy? Như vậy có đúng chưa vậy thầy ạ? Bây giờ phải làm gì tiếp theo thầy? Dạ. Cái gương phát sáng lên kìa mọi người. Thầy ơi, con nói như này có phải không thầy, là thầy đang để một cái gương ở phía sau mộ và một cái gương ở bên trong đây, và bắt đầu thầy liên kết và mở cửa linh hồn ra và bắt đầu gọi cái linh hồn sư thầy đó lên, đúng không thầy? Nhưng mà ông ấy không còn linh lực nữa. Theo như con biết là nếu như một hồn ma mà không còn linh lực nữa thì mình mở cửa linh hồn thì sẽ không có tác dụng, đúng không thầy? Tại vì họ đâu có lên được đâu. Bây giờ con sẽ đem vào đằng đẵng liền ạ. Bây giờ con sẽ mở nắp ra nghe thầy. Dạ.
Dạ rồi thầy. Lúc nãy ông ấy vừa mới lên thôi, ông ấy định tấn công con liền luôn á. Vậy giờ mình làm sao vậy thầy? Dạ lúc nãy con cũng thắc mắc là tại sao thầy không đưa hết âm khí cho ông ấy mà thầy lại kêu con đóng lại, con chưa vẫn chưa hiểu à. Dạ. Giờ con sẽ mở ra nha thầy. Cái nguồn âm khí nó đang đi đâu rồi thầy ơi? Dạ, con xin chào thầy ạ. Đèn lưu ly cũng đã tắt rồi mọi người. Quay. Như hết âm khí ở bên trong hũ rồi mọi người ơi. Uầy, thầy Hùng hay thật sự mọi người ạ. Thầy Hùng biết thế nào kêu ông ấy lên. Ông ấy sẽ bỏ đi cho nên thầy Hùng chỉ đưa một nửa cái âm khí ở bên trong đây cho ông ta thôi. Và thầy Hùng chừa một nửa lại, tại vì
Một nửa âm khí còn lại sau khi mở ra thì nó sẽ bay, nó đi tìm chủ thể mọi người. Cho nên thầy Hùng dựa theo đó mà đi tìm ông ta. Quay. Mình cầu mong sao cho thầy Hùng không có sao mọi người ơi. Thầy Hùng dự định được chuyện này xảy ra luôn á. Lúc nãy mình thấy ông ấy giơ tay lên, mình né qua bên luôn, mình hết hồn luôn. Mình không biết chuyện gì xảy ra mà mình không có sao mọi người á. Mình vẫn không có sao hết mọi người. Mình đoán là cái nguồn âm khí này sẽ bay theo ông ta. Thầy Hùng sẽ dựa theo đó mà đi tìm ông ấy mọi người ạ. Rồi tới giờ tay chân mình còn run luôn á. Bây giờ chỉ đợi thông tin của thầy Hùng coi như thế nào đó mọi người. Thầy Hùng đi theo ông ấy rồi. Công nhận thầy Hùng hay thật sự mọi người ạ. Ok, thì thầy Hùng có dặn mình là đi về đi. Có lẽ bây giờ mình sẽ dọn dẹp đồ mình đi về mọi người. Cái nguồn âm khí cũng đã bay theo rồi, trong đây hiện tại cũng không còn gì rồi mọi người ạ. Ok, mình cảm ơn tất cả mọi người đã xem video này của mình. Thật sự mình đang rất là cầu mong để cho thầy Hùng bình an mọi người ạ. Ok, mình xin chào tất cả mọi người nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình ạ. Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình đi về mọi người ơi.